Thưa quý vị, thưa các bạn, giá lợn hơi ngày hôm nay tại thị trường miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức cao, một số nơi đã đạt 95.000 đồng một ký. Còn tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi cũng tiếp tục đà tăng, đặc biệt ở tỉnh Đồng Nai đã tăng tới 8.000 đồng một ký, lên mức cao kỷ lục là 93.000 đồng một ký. Tại miền Bắc, mức giá 92.000 đồng một kg đang phổ biến ở nhiều địa phương như thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái. Tại Bắc Giang, Hưng Yên, giá lợn hơi hôm nay đạt 93.000 đồng một kg. Giá lợn hơi cao nhất tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam. Theo đó, lợn siêu hàng đẹp được thương lái lựa mua với giá 95-96.000 đồng một kg. Hàng loại 2, loại 3 giá cũng cao ngất ngưỡng từ 90.000 đồng đến 92.000 đồng một kg. Khu vực Ninh Bình, Nam Định, Thái Nguyên, giá lợn hơi hôm nay không có biến động, đạt 90.000 đồng một kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi tiếp tục đà tăng mạnh. Trong đó, theo ghi nhận, giá lợn hơi tại Đồng Nai đã tăng tới 8.000 đồng một kg so với hôm trước, đạt mức cao kỷ lục 93.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu cũng tăng từ 1 đến 3.000 đồng một kg, lần lượt đạt 89.000 đồng một kg và 90.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại các tỉnh miền Tây đồng loạt tăng ở nhiều địa phương, trong đó Cà Mau tăng 4.000 đồng một kg lên mức 89.000 đồng một kg, Kiên Giang tăng 1.000 đồng lên 89.000 đồng một kg, Trà Vinh tăng 2.000 đồng, cán mốc 92.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại thành phố Cần Thơ cũng tăng mạnh, lên 90.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng một kg so với đầu tháng. Tiếp tục chuỗi ngày khan hiếm nguồn cung lợn thịt thì giá lợn hơi ngày hôm nay tại khu vực miền Bắc vẫn duy trì ở mức cao, trung bình toàn miền là từ 90 đến 92.000 đồng một ký, cao nhất là tại Bắc Giang và Thái Bình trong khoảng từ 93 đến 94.000 đồng một ký tùy loại. Cá biệt tại Vĩnh Phúc, giá lợn hơi hôm nay tăng 6.000 đồng lên 92.000 đồng một kg, ngang giá lợn hơi Hà Nội. Các địa phương khác như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên và Hưng Yên, giá lợn hơi giao dịch trong ngày từ 90 tới 90.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi hôm nay tại miền Trung không biến động giá, trong khoảng từ 87 tới 90.000 đồng một kg, cao nhất là Quảng Nam, Thanh Hóa và Nghệ An ở ngưỡng 90.000 đồng một kg, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi và Bình Thuận, giá lợn hơi trong khoảng từ 87 tới 89.000 đồng một kg, các tỉnh còn lại trong khoảng 85 tới 86.000 đồng một kg. Khu vực Tây Nam Bộ, Bến Tre tăng giá nhẹ 2.000 đồng lên mức 92.000 đồng một kg, cùng giá với Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp và Hậu Giang. Khu vực Đông Nam Bộ, giá lợn hơi tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước ở mức 87.000 đồng một kg. Vũng Tàu và thủ phủ lợn Đồng Nai, giá vẫn thấp nhất miền 85.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại, giá từ 86 tới 88.000 đồng một kg. Như vậy là sau gần nửa năm mà người dân tiêu dùng phải mua thịt lợn với mức giá là khá cao, thì trong một tháng trở lại đây, thịt lợn nhập khẩu đã chính thức được bán tại các siêu thị và người tiêu dùng thì cũng đã được tiếp cận với lại thịt lợn giá chỉ còn bằng là 60% so với giá nội địa hiện nay. Vâng, đúng là bây giờ đi qua các siêu thị, các chợ thì chúng ta cũng đã thấy bắt đầu bán những cái thịt lợn nhập khẩu rồi đúng không ạ? Tuy nhiên tôi thấy dân vẫn còn đang rất là hoang mang, có lẽ là chưa tiếp cận đủ thông tin về việc là những loại thịt lợn nhập khẩu bây giờ như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định rằng là Việt Nam đã tăng tới 300% việc nhập khẩu thịt lợn so với trung bình của hàng năm. Được mua thịt lợn giá thành hạ khiến cho người tiêu dùng cũng đã phần nào cảm thấy giải tỏa được căng thẳng về mặt tài chính, khi mà gần đây thì giá thịt lợn luôn tăng cao và thịt lợn thì luôn là những cái món ăn chính trong thực đơn của chúng ta đúng không ạ? Vâng, đúng là như vậy, và có lẽ là cũng phải nói là hiếm có cái mặt hàng nào mà giống như là thịt lợn, giá cả thì rất là chênh lệch và tăng giảm một cách chóng mặt trong thời gian qua đúng không ạ? Và tháng 3 năm 2019 thì giá thịt lợn hơi chỉ có là từ 35 cho đến 40.000 đồng một kg. Thế rồi tới năm nay thì đã tăng tới 80, thậm chí là có những lúc là 90.000 đồng một kg, một cái biên độ dao động giá mà khó ai có thể lường trước được. Và chính sự biến động khó lường này thì cũng đang đặt cho người chăn nuôi vào một cái tình thế rất là khó khăn. Vâng, và tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì Tú Anh có biết không, là một con lợn giống khi mà nhập về thì người chăn nuôi sẽ nuôi khoảng là 5 tháng thì mới có thể xuất chuồng được, và vào các cái thời điểm giá cả nó cũng sẽ rất là bấp bênh. Khi mà nhập mà lợn giống vào thì có thể là giá rất là cao, cho nên là khi mà xuất ra thị trường thì khiến cho người nuôi có thể thua lỗ.
Vâng, vì thế mà không phải chỉ khi mà giá lợn hơi thấp thì người chăn nuôi lợn mới cảm thấy phấn khởi đâu ạ. Bởi vì khi mà bây giờ khi mà giá lợn hơi ở mức kỷ lục là 90.000 đồng một kg thì họ vẫn trong tình thế là lo lắng vì không biết là có nên tái đàn hay không, bởi biết đâu giá lợn có thể giảm bất cứ lúc nào. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi lắng nghe câu chuyện của người chăn nuôi lợn tại huyện Phù Cừ của Hưng Yên để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trang trại lợn của gia đình anh Tiệp đang chăn nuôi 200 lợn thương phẩm. Với giá xuất bán hiện giờ là khoảng 92.000 đồng 1 kg lợn hơi. Trung bình mỗi con lợn nếu xuất bán đúng thời điểm khi lợn đạt từ 120 tới 130 kg, anh có thể thu lãi trên dưới 5 triệu đồng một con. Tuy nhiên, những con lợn này mới đạt trọng lượng tầm 90 kg cho tới một tạ thì anh Tiệp đã phải tính đến việc xuất bán sớm. Nguyên nhân là bởi anh Tiệp cũng như nhiều người chăn nuôi lo ngại việc giá lợn sẽ tiếp tục giảm nên họ tranh thủ khi giá còn cao để xuất bán. Chúng tôi không tự tin để nuôi con lợn nó to lên được. Cứ thấy giá cao là vội vàng bỏ ra bán, lợn 90 cân một tạ là nhiều khi nó bỏ ra bán rồi. Không sợ lợn xuống 80 thì mỗi con lợn lỗ đi cả 1 triệu bạc ấy. Thì là nuôi không thể lấy lại được. Thế nên chúng tôi phải chốt thời cơ như thế để bán. Không chỉ chăn nuôi thương phẩm, gia đình anh Tiệp cũng chăn nuôi khoảng 150 con nái. Thời điểm ra Tết Nguyên đán, giá lợn cao, người chăn nuôi tái đàn mạnh. Dù giá lợn giống là 3 triệu đồng một con, nhưng mỗi ngày trang trại của anh Tiệp đều đặn xuất bán gần 150 con giống. Thế nhưng kể từ khi có chủ trương giảm giá lợn, việc mua con giống đã có dấu hiệu giảm. Bản thân gia đình anh Tiệp cũng chưa đưa ra được bài toán kinh doanh lâu dài cho mình. Chúng tôi là lần này là lần thứ hai ý định tái đàn rồi nhưng mà đều bị nhà nước là đưa ra cái thông tin là ép giá lợn xuống là chúng tôi không dám tái đàn nữa. Chờ giá xuống mới dám vào nhưng chờ giá xuống lại không có lợn rồi thì các công ty lại không giữ không bán lợn giống ra nữa. Thì lúc ấy lại giá lại cao, từ đầu năm giờ nhiều người nông dân là bỏ rất nhiều cơ hội trong cái vấn đề tái đàn rồi. Với giá lợn hơi hiện nay ở mức trên dưới 90.000 đồng 1 kg, người chăn nuôi lợn vẫn đang lãi lớn. Tuy nhiên, điều họ mong muốn hơn cả là sự ổn định của giá cả. Trước mắt thì chúng tôi có lợi, nhưng về lâu dài ấy, vào con giống đắt, thì tới đây giá nó đổ giá xuống thì lại giải cứu lợn như những năm trước ấy, thì lại rất là khó cho chúng tôi. Thứ hai nữa là giá thì phải xuống phải từ từ thôi, chứ không phải xuống sâu lên 10-15 giá, xong lại xuống 10-15 giá. Một lúc thì chúng tôi cũng không thể định hướng được thế nào là để vào con giống mà tái đàn tiếp được. Trung bình, mỗi con lợn từ khi nuôi tới xuất bán phải mất 5 tháng. Vì thế, nếu giá cả lên xuống thất thường như thời gian qua, việc đưa ra chiến lược kinh doanh của người chăn nuôi đang gặp khó khăn. Đó cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng giá cao thì ồ ạt tái đàn. Đến khi xuất bán thì giá lại giảm, khiến nhiều người chăn nuôi rơi vào thua lỗ. Vâng, những lời chia sẻ của nhân vật trong phóng sự vừa rồi, anh Phạm Văn Tiệp cũng giống với tình trạng của rất nhiều người chăn nuôi lợn hiện giờ và họ mừng bởi vì giá lợn tăng sẽ giúp họ vực dậy sau cơn bão giá và bão dịch tả lợn châu Phi. Thế nhưng mà bài toán tái đàn như thế nào, tái đàn bao lâu và tái đàn vào khi nào thì phụ thuộc hoàn toàn vào giá cả của thị trường. Với cái chủ trương nhập khẩu thịt lợn như hiện nay thì vừa để bình ổn giá thịt lợn trên thị trường nhưng cũng là để hỗ trợ cho người dân nữa, tạo sức ép để giá thịt lợn nội địa giảm xuống. Thế nhưng mà tương lai giá lợn sẽ giảm bao nhiêu thì lại nằm ngoài sự dự đoán của bất kỳ ai. Những người chăn nuôi nhỏ lẻ đang ngồi trên đống lửa bởi họ vừa muốn chớp lấy thời cơ giá lợn cao để có thể phục hồi được kinh tế nhưng cũng lo sợ và sợ rằng là giá con giống cao như là hiện nay sau 5 tháng nữa khi mà họ xuất bán lợn thì liệu mức giá khi đó có đủ để họ có lợi nhuận hay không. Người chăn nuôi mong muốn sự hỗ trợ như thế nào từ phía các cơ quan chức năng? Ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi trò chuyện với một trong số họ. Nhà nước ta thì đã bắt đầu thực hiện việc nhập khẩu thịt lợn. Anh có lo ngại rằng là việc mà giá thịt lợn nhập khẩu vào nước ta nó đang rẻ hơn rất nhiều so với cái thịt lợn của những người chăn nuôi bán ra thì người tiêu dùng sẽ đến một lúc nào đó sẽ lựa chọn sử dụng sản phẩm thịt lợn nhập khẩu thay vì thịt lợn nội địa trong nước, khiến cho cái giá thành của thịt lợn bị giảm xuống thì người chăn nuôi sẽ bị ảnh hưởng nhiều hay không? Nhà nước nhập khẩu vào thì nói chung là nhập khẩu vào để ổn định cái thực phẩm tiêu dùng cho bà con thì là tốt, nhưng mà còn như người chăn nuôi chúng tôi thì không có gì ảnh hưởng mấy, còn gián tiếp sau này thì chúng tôi cũng chưa biết thế nào được. Nhập khẩu như thế để thúc đẩy sản xuất trong nước thì những người chăn nuôi sẽ người ta sẽ nâng cao cái quy trình quản lý và chăm sóc con lợn nó tốt hơn thì để cái giá thành nó cạnh tranh được cái giá nhập khẩu thì sau này nhà nước có nhập khẩu nhiều vào thì mới có khả năng cạnh tranh, chứ còn nếu mà cứ không nhập khẩu thì cũng tương lai thì cũng ngành chăn nuôi cũng không thể phát triển lên được.
Hiện nay thì tôi được biết rằng là giá thức ăn chăn nuôi trong mấy tháng vừa qua cũng đã có những cái biến động tăng hơn. Vậy thì ngoài cái thức ăn chăn nuôi tăng này cùng với những cái chi phí sản xuất khác, đó có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho cái giá thịt lợn hiện giờ nó vẫn chưa có thể nào mà hạ xuống nhanh như nhà nước mong muốn được hay không ạ? Mấy tháng vừa rồi gần đây là cái dịch bệnh xảy ra, dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid nó xảy ra thì làm cho cái giá nguyên liệu đầu vào, cái nhập vào tại các cảng nó tăng lên. Nên là bây giờ giá nguyên liệu đã tăng lên độ 12 đến 15 nghìn bao cám trong các công ty rồi. Thì như thế thì nó tính ra như một con lợn nuôi là nó tăng lên tầm 200 nghìn nữa. Thì là cái tới đây như thế này thì cái giá lợn mà không giữ được cao mà xuống thấp ấy thì người chăn nuôi lại thua lỗ. Có thể nói trong thời gian qua thì mặt hàng thịt lợn là một trong những mặt hàng mà có những cái biến động giá khá là lớn suốt từ cuối năm qua cho tới hiện giờ. Thì cái việc mà giá cả cứ tăng lên xuống thất thường như vậy thì nó sẽ gây khó khăn như thế nào trong mặt tâm lý cũng như là việc đưa ra cái chiến lược kinh doanh cho những người chăn nuôi nhỏ lẻ như hộ chăn nuôi của gia đình anh? Nếu mà được một cái có một sự ổn định giá thì là rất tốt cho những người chăn nuôi chúng tôi. Ví dụ có một cái lộ trình dần dần với nhà nước phải hỗ trợ chúng tôi tái đàn lại này để chúng tôi ổn định tái đàn đã. Thứ hai nữa là giá thì phải xuống phải từ từ thôi, chứ không phải xuống sâu lên độ 10-15 giá xong lại xuống 10-15 giá. Một lúc thì chúng tôi cũng không thể định hướng được cái nào là để vào con giống mà tái đàn tiếp được. Chăn nuôi thì chúng tôi lấy cái giá thực tế để làm việc thôi chứ không tính được giá trị tương lai. Chứ bây giờ không thể tính là 6 tháng nữa mà lợn là giá bao nhiêu. Như vậy là bản thân những cái hộ chăn nuôi thực ra là cũng không phải là mong muốn rằng giá lợn cứ quá cao như vậy, mà thực ra là mong muốn rằng là sẽ có một cái sự ổn định trong giá cả thị trường và có một cái sự đồng hành của nhà nước trong việc là quản lý giá cả con giống hay là những thức ăn chi phí đầu vào để giúp người chăn nuôi có thể ổn định tâm lý cũng như là đưa ra những cái chiến lược kinh doanh hiệu quả ấy, đúng không ạ? Thực tế như lúc này cũng không thể mong muốn là nó giá cứ bấp bênh như này mà nó từ từ nó ổn định mà đi xuống dần dần thì nó sẽ không gây ra cái cung nó vượt quá cầu như ngày xưa nữa, thì nó ổn định cho sau này sản xuất, chứ cứ như này thì nó cũng khó. Tương lai thì người nền chăn nuôi nó cũng chưa biết như thế nào, chỉ là những cái tập đoàn lớn thì người ta có tiềm lực tài chính mạnh, người ta mới dám tái đàn thôi, còn người nông dân thì không dám. Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia với chương trình ngày hôm nay.